Rồi, chúng ta đến với video số 3, cũng là video cuối cùng của Unit 3 này các bạn nha. Là liên quan đến những cái thành ngữ, những tục ngữ đó. Rồi, chúng ta đến với thành ngữ và tục ngữ ngày hôm nay. Đầu tiên, drink the ice. Đó, các bạn nhớ nha, cái nghĩa tiếng Việt thì có hết rồi. Thầy không nói nghĩa tiếng Việt ra đây cho các bạn đó. Drink the ice. When I go to a party, it is hard for me to break the ice. I really don't know how to start the conversation with a stranger. Stranger, đó. Đó là để phá cái tảng băng, nó giống như đến lần đầu mà chưa quen biết ai á, mình thì làm cách nào đó để mình làm quen á. Thì đại loại là thầy có hết nghĩa tiếng Việt trong đây rồi, thầy không nói cái tiếng Việt nữa, nó tốn thời gian các bạn ha. Rồi, đến cái từ thứ hai, cái cụm từ thứ hai rất là hay. Đây. Ice something down. They are icing the coke down now. Từ thứ ba. Ice over. In winter, the river will ice over so people can stay on the river. Tiếp theo. On thin ice. It's a very dangerous case. Don't do it, or you will find yourself on thin ice. Ok. Rồi. Tiếp theo. Cut no ice with someone. I don't care how people see me. They cut no ice with me. Ok, rất hay đúng không? Những câu này rất là hay các bạn ạ. Đúng không? Những cái thành ngữ này các bạn dùng nhuần nhuyễn thì các bạn nói rất là hay, đúng không? I don't care how people see me. They cut no ice with me. Ok. Tiếp theo. The cream of the crop. À, cái này rất là quen thuộc này. The cream of the crop. Fiona is very smart and hard working. She is the cream of the crop at her school. She always gets the best scores on every test. Tiếp theo, gần hết rồi các bạn. An ice queen, nữ hoàng băng giá các bạn. An ice queen. Tiffany is known for her poker face. Poker các bạn, cái khuôn mặt rất là vô cảm đúng không? Poker face, khuôn mặt vô cảm này. She is an ice queen. The tip of the iceberg, đúng không? Bề nổi của tảng băng chìm đúng không? The tip of the iceberg. Okay. The problem that many people see is just the tip of the iceberg. There are many other hidden ones waiting to be found. Và cuối cùng, an ice palace, đúng không? An ice palace. What can you afford? Các bạn để ý này, afford nha. Và nhớ nhắn nó sẽ cho bạn. What can you afford to buy in that ice palace? Palace. Rồi, như vậy là cái phần cuối cùng của Unit 3 này thầy cũng quay xong cho các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với Unit 4 các bạn nha. Rồi, chào các bạn.